Xin mến chào quý vị và các bạn. Hiện tại mình đang có mặt tại nhà của anh Tân ở huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay Tân có dựng một số cái mai tàng ha, đây đều đang tròn, giá thì rất mềm ha. Rất mong quý vị ủng hộ cho anh Tân. Đa số thì dân trực đang thông ha, một thân một cốt. Rồi, chào anh. Chào anh, chào anh Tâm, chào bà con trên mọi miền đất nước mến thương. Hôm nay mình có khu vườn mới phục vụ bà con, mong bà con ủng hộ. Đây là cái số 1. Rồi, số 1. Chiều cao khoảng thước. Cái này mini quanh 12 à, đế đều ha, giá 350, đế hết nói nổi nguyên dần mà là đế dữ dằn. Trước khi đi mình có tưới thuốc kích rễ với một hai ca nước với xịt thuốc dưỡng thân, và con yên tâm đi một tháng cũng không sao đó. Đợt lô mai vườn mới này lá bự mà dày lắm, lá bự gấp đôi mai đợt trước luôn á, lá bự lắm. Sàn tròn đều nè, tay cầm to lực ha. Cái số 2. Rồi, số 2. Chiều cao khoảng thước rưỡi. Đế cực kỳ luôn. Lúc mai này vừa dày lá lớn, lá đây lớn lại đế nữa. Hoành 19, giá 750. 750 ha, có cái đẹp lắm. Tăng tầm tầm về là đó. Cái số 3. Rồi, số 3. Chiều cao khoảng thước rưỡi luôn. Đế cực kỳ luôn, cây nào cũng vậy. Hoành yếu 20, giá 700. Rồi, 700. Số 4, chiều cao khoảng thước rưỡi luôn. Đế cực kỳ. Lá nó cũng lớn, lá lớn gấp rưỡi, gấp đôi rồi mà. Hoành 16,5, giá 700. Rồi, 700. Cái số 5. Rồi, số 5. Chiều cao cũng khoảng thước rưỡi luôn. Để hết nói luôn. Còn to lực ha. Hoành 19, giá 750. À, 750. Cái số 6. Cao khoảng thước rưỡi luôn. Hoành yếu 17, giá 700. 700. Cái này lùng lực ha. Cái số 7. Chiều cao phán thước. Cái nào cũng đế nùi nùi. Hoành 15,5, giá 400. À, 400. Cái số 8. Chiều cao phán thước 4. Hoành yếu 15, giá 500. Rồi, 500. Cái số 9, cao phán thức 4. Để hết chê nổi. Hoành yếu 17, giá 650. Rồi, 650. Cái số 10. Chiều cao khoảng thứ 4 luôn.
còn 14 giá 450. 450. Số 11. Rồi, số 11. Chiều cao phẳng thứ tư. Còn 15. Giá 450. Rồi, 450. Cây này tàn rộng. Cao phẳng thước rưỡi. Cái số 12. Đây đẹp. Hoành 16. Giá 500. Rồi, 500. Rất mềm luôn. Cái 13. Được cao phẳng thước tư. Hoành 15. Giá 500. Rồi, 500. Số 14. Cao phẳng thứ tư luôn. Đây là đế hết nó nổi luôn. Đế này. Đế con rắc. Bầu đế luôn. Hoành 16. Giá 500. Đây, 500. Số 15. Đây, số 15. Chiều cao phẳng thước 3. Đế nè. Nguyên vàng mai là đế không. Hoành 14. Giá 450. À, chỉ có 450 thôi. Số 16. Số 16. Chiều cao phẳng thước 1. Hoành 14. Giá 450. À, 450. Số 17. Chiều cao phẳng thước 4. Để đã. Hết hồng. Hoành 15. Giá 500. Rồi, 500. 18. Chiều cao phẳng thước 3. Hoành 14,5. Giá 450. Rồi, 450. Mười chín. Chiều cao phẳng thước 2. Hoành yếu 15. Giá 500. Rồi, 500. Hai mươi. Chiều cao phẳng thước 3. Đây cành đều to lực này. Hoành 15,5. Giá 450. À, 450. Hai mươi mốt. Chiều cao phẳng thước 1. Thế nào nó đẹp đều. Hoành 15. Giá 450. À, 450. Thì 22. Chiều cao phẳng thứ 4. Hoành 14.
Giá 400. À, 400. Học ship luôn. 23. Chiều cao khoảng thước rưỡi. Còn 16. Giá 500. Rồi, 500. Giá 24. Chiều cao khoảng chừng thước tư. Còn 14 rưỡi. Giá 400. Rồi, 400. 25. 25. Chiều cao khoảng thước 3. Hoành 13 rưỡi. Giá 300 rưỡi. Rất mềm luôn, chỉ có 300 rưỡi thôi. 26. Chiều cao khoảng thước 3. Đế ghê gớm. Hoành 13 rưỡi. Giá 400. Rồi, 400. Hai mươi bảy tròn, chiều cao khoảng thước tư. Hoành 14 rưỡi. Giá 400. Rồi, 400. Hai mươi tám chiều cao khoảng thước tư. Còn 16. Giá 400 rưỡi. À, 400 rưỡi. Hết. À, có nhắn gửi gì không anh? Mong bà con cô bác trên mọi miền đất nước ủng hộ giùm, cảm ơn nhiều. À, cảm ơn anh Tân nhiều ha. Cảm ơn quý vị ủng hộ cho anh Tân. Mình cũng có số mai nhỏ nhỏ mà khoảng 300 200 rưỡi rồi cũng có nữa. Yeah. Nhỏ nhỏ cũng chung cái giường này luôn. Yeah. Nhưng mà nó hơi đẹp. Liên hệ anh ha. Rồi, có gì bà con cô bác cũng liên hệ. Rồi, bây giờ mình cũng tạm dừng đây nhé. Nhớ like chia sẻ với kênh mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.